Là tôi thấy phía trước sân chùa Thiền Tông Tân Diệu có để bảng cho hỏi đạo tự do, dù hữu hình hay vô hình. Thì ý hỏi thứ nhất của câu này, vậy căn cứ vào đâu mà viện chủ dám cho hỏi tự do? Căn cứ vào là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có bí kíp truyền thừa, bí kíp Thiền Tông. Còn cái bình thường không dám, mà cái bí kíp của nó là cái đặc biệt của nó. Nha, cái bí kíp của Thiền Tông. Còn cái những cái sách Thiền Tông nó chỉ là mặt nổi thôi. Còn cái bí kíp này nó chỉ chiều sâu của cái Thiền Tông này. Bác nắm được cái này, bác mới dám tuyên bố cái câu đó cho hỏi tự do. Chứ bác không nắm này thì không dám đâu. Bây giờ con suy nghĩ, có hành cái nghề gì mà siêu rồi đó, thì con mới nói với người ta, anh tôi là nghề đó tôi siêu rồi đó, thì cho hỏi tự do. Nhưng mà con phải nắm được cái cốt tủy của nó nha. Chứ còn con nắm mơ mơ màng màng, con hỏi gì đó, gặp cái ông cao hơn mà hỏi con trả lời không được, để con chết đó. Phải không? Vì thế mà bác lãnh nắm được cái bí kíp của cái Thiền Tông này rồi, thì đối với những người hỏi bác chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bác còn dám nói ông Thích Ca như thế nào luôn mà. Bây giờ con suy nghĩ là ai dám nói ông Thích Ca giả tu, mà chùa Thiền Tông Tân Diệu dám nói ông Thích Ca ông giả tu. Mà có chứng cứ nào ta nói, ta có chứng cứ đàng hoàng. Chứ không phải ta nói rồi ta bỏ, không phải đánh trống bỏ dùi đâu. Đánh trống giữ dùi luôn. Nói, câu nói phải chịu trách nhiệm luôn. Nó phải hiểu vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi.